Ta nói cái nước hoa gì mà nó thơm kinh khủng luôn nha mọi người. Xịt lên một phát đảm bảo là hồn như là ai ai cũng đều mê. Và ngày hôm nay, xin chào mọi người đã đến với mỹ phẩm chính hãng. Ngày hôm nay em mới phát hiện ra chấn động một cái dòng sản phẩm gọi là siêu phẩm nước hoa. Thực sự là lúc trước giờ là mình đã sử dụng rất là nhiều dòng sản phẩm nước hoa, là những cái dòng sản phẩm nước hoa là của Pháp nè, của Thái, của Đức rồi. Nói chung là mình đã có sở hữu rất là nhiều mùi nước hoa, nhưng mà mình vẫn còn đang rất là thiếu một cái gì đó về Sitcom Body. Thì ngày hôm nay chúng ta lại cùng tìm hiểu và đến với sản phẩm Sitcom Body. Ngày hôm nay thực sự rất hào hứng để mà giới thiệu cho mọi người. Hãy cố gắng xem hết cái video này nha. Đây là hai dòng sản phẩm Sitcom Body hiện tại bên em đang có. Và cái dòng sản phẩm Sitcom Body màu hồng này có tức gọi là Attention, và cái dòng sản phẩm này là Into the Night. Và mọi người ơi, hai cái mùi hương này rất là thơm. Thật sự là em cũng không có muốn là cái sản phẩm mình bán ra mình phải là nâng cái sản phẩm nó lên, nhưng mà thực sự cái giá trị sản phẩm của nó rất là tuyệt vời. Cái sản phẩm này á, Attention Whip này á, khi mà xịt lên cái mùi của nó nè, cái mùi của nó có điểm là ngọt, dịu, nữ tính, cái kiểu thoải mái, mát mẻ, kiểu năng động á mọi người. Cái màu hồng này là sự là năng động, dịu dàng, nữ tính, có cái điểm một chút ngọt ngọt ở bên trong đó, thể hiện sự là dịu dàng của nữ tính nha. Còn cái mùi này thực sự là cái kiểu như mình phái màu đen hay sao, mình thấy cái chai nước hoa màu đen mình cũng phái, mình xịt lên lần đầu tiên là mình chết mê chết mệt với nó luôn. Bởi vì sao? Cái thành phần, cái mùi hương của nó giống như cái mùi Coco Chanel ấy mọi người. Mọi người mà đã ghiền được cái mùi Coco Chanel là mọi người biết là khi mà xịt lên cái mùi nó bám giữ trên cái da của mình cực lâu luôn. Và cái mùi này nè, thực sự là em xịt trong vòng khoảng là 6 đến 7 tiếng đồng hồ. Thực sự mình làm việc, đây là cái thời gian mà em làm việc rất là nhiều, và mình xịt cái này lên để mình cảm giác là cái mùi hương của nó luôn luôn là theo đuổi, theo kiểu như là luôn bám sát mình, và cảm giác mình được rất là thích thú, kiểu như nó giảm sự chết nè, rồi cái mùi hương nó đem lại một cái sự tươi mới, sự mát mẻ, sự kiểu như là thích thú cho mình trong công việc đó. Thì hiện tại cái mùi này rất là thơm, cái mùi này em cũng không chê được đâu nha. Cái mùi này thì nó thơm kiểu nữ tính, dịu dàng, kiểu thoải mái, kiểu sang chảnh. Còn cái mùi này nó có một cái điểm rất là hay, đó là cái mùi nó vừa là cái mùi mà mạnh mẽ nè, cái hơi nó hơi mạnh mẽ một tí nha, và nó sang cái mùi nó kiểu như là nó làm mình thích lắm. Không biết là mấy chị thích cái mùi dịu dàng hay mùi cá tính, riêng em là em thích cái mùi này, em mưng cực kỳ luôn. Và em mỗi lần em ngửi thấy cái cảm giác là con người mình nó lâng lâng, nó vui, nó sướng sướng làm sao, cảm giác là mình được yêu thương vậy mọi người đó. Thì dòng sản phẩm nước hoa này bên em đang cập bến, mọi người cũng đừng nên bỏ lỡ nha. Và em xin nhắc lại cho mọi người, cái chai màu hồng này có tên gọi là Attention Whisk, còn em này có tên gọi là Into the Night. Và cái hai cái phiên bản này á là đều có thể là xịt vào trong body của mình, xịt trực tiếp lên da nha. Thành phần của nó không làm tổn hại đến da, không làm dị ứng, không làm kích ứng, và kiểu như nó chỉ là một cái mùi hương nó bám chặt vào trên cơ thể mình để giúp mình tự tin tỏa sáng, để mình thành công hơn trong công việc. Liên hệ cho em để được đặt hàng qua số điện thoại là 0356605677 hoặc là 0355838057 hoặc là 0773339279. Cảm ơn mọi người đã xem hết cái channel ngày hôm nay, và em nghĩ đây là sự lựa chọn rất là tuyệt vời. Mọi người hãy thử đi, hãy cảm nhận đi và hãy đặt mua để biết được chất lượng như thế nào nha. Cảm ơn mọi người đón xem video ngày hôm nay, và xin bye bye, hẹn gặp lại mọi người nha.